Đệ tiếp theo, cuốn thứ 11, Nam Mô A Di Đà Phật. Tam ơn nay sắp hết rồi, Phật khi trời hội nghị lập đời thượng quân. Truyền rao khắp hết thế gian, thành tâm tu niệm khỏi cơn hiểm nghèo. Hạ quân nay thể như bèo, nay còn mãi mất hiểm nghèo thoáng gión. Lớp thầy tật bệnh gầy mòn, lớp thì báo lục nhân dân khốn nạn. Lớp đau lớp mi chết nhộn nhàng, lớp thì bán trái bốn mùa nào ăn. Lớp thời xưa thế đa đoan, lớp kia lớp nọ khổ nàng biết kỳ bao. Lớp thầy ta quay lao sao, suối mưu làm loạn hại dân uy muôn ngàn. Giả hình giả dạng nào tàn, ai ham quê nguyệt thì mang lấy ở sầu. Hỗn hào chẳng có khỏi đâu, trời đã mở cửa tha bầu yêu tinh. Thấy đời trần hạ bất nghi bình, chửi rủa chẳng kể thần linh chút nào. Chửi cha mắng mẹ bào hao, khi chê trời Phật hùng hào lắm tay. Tượng hình tượng cốt bằng cây, tên kiêu ngạo khổ thai bớ trần. Phật khi trời đau mắt thì tội trần, cho nên coi thế hành thân ngỡ làm vậy. Ngọc hoàng trên chính từng mây, Phật trời ngự chốn phương Tây ngỡ lôi đài. Thánh thần có thiếu nợ ai, cho nên trần hạ reo kêu hoài hoài. Đài càng nào phải tay tay, cho nên trần hạ réo mà dịch ôm. Ngũ hành sơn đồng chúa ôm, cũng không chọc ghèo dưới miền trần gian. Thất kia nương y bãi phẩm mơ rõ ràng, dầu cho cửu phẩm thời là cửu cung. Cũng không thiếu nợ dưới trần, cho nên kêu réo chuyện gian mi non bồng. Quan công cho tướng hai ông
nở trần trá hết đều kêu làm gì. Hưng bình tại lý bốn người tham gian của thế vậy mà món chi. Cho nên dương thế đéo kêu lòng má dương ngủ vì cướp chi của trần. Cho nên kêu đéo gian rân thủy lòng hạ ban không dành ruộng trâu. Trần gian kêu réo nhức đầu linh thần thôi giỏi phá nào nhà ai. Cho nên kêu réo hoài hoài năm đoàn bài nuôi cũng không nhớ thua bài. Cho nên trần hạ kêu hoài réo kêu thì mắt quả tay liền liền. Tôi Phật ký trời cho dài dưới miền trần gian. Đêm nằm giấc ngủ nào an, hướng trong lễ thứ mắt đàn phải chia thiên hạ như ta thành tâm niệm Phật Di Đà Thích Ca. Tôi không nói chuyện Di Đà người khôn thì réo các bàn chửi rủa reo hết gần xa. Ông ở kia bà nọ đua màng bài cung. Phật cái trời thần thánh đi đâu dung, mấy đứa hồng an còn dung mơ nổi gì. Người nào niệm mi Phật cứ từ bi, thần lành theo giữ sợ gì mang đi tay. Lưng lăng hung ác ý tài, thời có thần giữ theo hoài hai bên. Khuyên trong thiên hạ gần xa, phải suy phải xét nữ trẻ già chớ ương. Tôi đã biết hết tỏ tường, tội phước hai lẽ không phương ý nào lầm. Tu hành thì đặng thiện tâm mi, ác nhân lại mắc khi cõi âm ma luân hồi. Tu hành sao sẽ sang
quả diệu màu không ngờ. Thứ nhất lấy vợ người ta, thứ nhì ác đức sanh ra thú cầm, thứ ba trâu chó làm ăn, thứ tư có chữa qua tay như vậy mà sanh rồi thác xuống diêm la, ra vào hắc ám mi khảo tra mi khổ hình. Thứ năm chẳng kể diêm đình, thứ sáu khi về Phật thần thánh tiên, thứ bảy chê trong cửa quyền, thứ tám miếp đáp người hiền mồ côi. Cho nên mắt đoàn luân hồi, cùng căn mạc kiếp mạc đời chung đi thân. Thứ chính chửi do mắng dòng, đánh đài chửi tơ đắng cay muôn phần. Tuy là nó ở tớ đài, thiên thanh nhân số phải xây luân hồi. Ai ai cũng nghi số ở trời, tiền căn báo hầu dây thời bớ dân. Lung lăng thời khó muôn phần, nói cho bà tánh dưới trần luận suy. Thứ mười đừng có khinh khi, khó nghèo tàn tật với người cùi đuôi. Thấy ai đôi khó cúc khi côi, sáng vào hiếp đáp vô hồi vẫn thương. Đừng khoe lớn nghi cổ phi cao đường, bạc muôn lúa vừa chẳng dân nghèo. Ngồi trên đỉnh núi treo leo, thấy trong thiên hà như bèo trôi sông. Sớm dậy một khi hội rất khi đông, cuồng phong thổi tới gầm trong mi còn gì. Mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử xét chi ưu phiền. Rồng bay ở sao xiêm nào yên, rắn bò giá với đào tiên á dương trần. Chừng nào có ngựa có lăng, có quỳ có phụng có quân có thần. Năm mấy năm sau tháng mi lòng đông, nhân dân thiên hà mắt
cơ dòng vàng y nan. Kẻ thời mất vợ gốc y tan, người thời chồng chết reo vang ôm tròn. Con nít kêu mẹ reo cha, ông bà khóc cháu thiệt ý là thiết thì ta. Ông bà tuổi tác đã già, cháu còn thơ ấu sớm dời diêm mê lan. Thiếu niên y bạc ác cơ vậy mà, cho nên dẫn xuống diêm lan hành hành. Dương trần chẳng kể thiên đình, lượng thần tư mạng tấu trình thượng thiên. Ngọc phi hoàng sai các cử thần tiên, ứng cơ răng dài khắp miền trần gian. Xin người dương thế đừng ngang, dương trần ai cũng nguy ở trong lưới trời. Ráng mà tu niệm ở đời, trên thiên dưới địa bốn bên nó chư thần. Tu cầu chư thánh hộ cùng, nghìn ngang chẳng thể Phật trời đâu dung. Xem đời thấy việc kỳ rất kỳ hung, bốn phương tam hương chinh tầng nổ ra. Mười phương y ngã quỷ yêu ma, áp vào giết hại người ta nghi dương trần. Trong chiên họ hết cái gian răng, hết tiền hết của thân của trần. Như ai sớm mà biết ân mi cần, tu thân tích đức mười phần thành tới. Tối nay dưng lệnh nữ Phật trời, ráo cho thiên hạ dưới đời đặng cuộc đời các việc tòa bài. Dữ lành đâu có nào sai đâu là, tự lòng trai gái trẻ già, tu hành tai nạn lánh xa đi nào gần. Thiếu cha trung chúa tự thân, bất trung bất khiếu thì thân chẳng toàn. Trái tham dâm dục nào an, gái không tiết hành lắm loạn tà tới. Ở cho vẹn vẻ dày thời, trai giữ trung yêu gái gìn tiếc trinh. Không tu cùng thấu thiên đình, tu mà lãng trả Phật trời đâu dung.
lòng ghét kẻ bất trí trung, ghét đứa thất tiết, ghét loài thất phu, ghét đứa dối thế rằng tu, ghét lũ làm biên cao đầu ẩn thân, dối gian quyên tội của người đem về ăn uống vui cười nghênh ngang. Nó nói lên cốt ngọc hoàng, cốt ông Phật Di Tộc, dối gian quyên tội của người đem về ăn vui cười nghênh ngang. Nó nói lên cốt ngọc hoàng, cốt ông Phật Kỳ Tổ, cốt bàn quan âm, cốt ông Hội Pháp Di Đà, cốt ông Di Lặc, cốt bàn chúng đệ địa tạng thập dương, quê hoàng yên đế thiên dương bốn gì. Lên cốt Phật khi thần nông, 18 là hán lại ông dân thù, già lam với hàng Phật Kỳ Tử, vậy mà biết bao. Lên cốt Bát Tiên ngũ hành, lên cốt bảy bào cửa phẩm thất nương, tôi thấy chi tiết não nồng Phật Kỳ trời tiên thanh thiếu trần bao nhiêu. Cho nên với thế hành hình, cây sao gốc mít kéo vào đặt y tên Phật trời ngứa ảnh thần cũng vậy mới làm hoài linh. Trời xanh khắp cả thế gian, xanh nhân xanh vật xanh rài cỏ cây, hoa xanh khắp miền núi non sông biển chỗ này chỗ kia, lại danh tam giáo tam quân, lại danh ba cõi rõ ràng nào sai. Nhất là cõi thượng là trung giai đi cõi trần dương gian, ba là hạ giới diêm quan, thập dương ngũ vị quan hàng âm ma nhân. Diêm dương có tiếng nguyệt đài, người phàm mắt thịt tối tăm mơ nào tường, sao giam thì dối thế ngạo đời
một Phật trời tội đáng hai chương. Cao đầu dối thế nào vừa, giàu ở nhà chùa gà chúng nuôi thân. Hơi nào mà nói chuyện trần, cúi đầu lại Phật lại thần lại tiên. Lại trong thất đi tổ cửu quyền, lại lên tam cõi lại miền tiên cung. Lại cõi thập điện long dương, cầu cho cha mẹ cứu quyền tổ tông. Cầu cho thanh chúa cửu trùng, cầu cho trai gái rùng rùng tu thân. Cầu cho bá tánh còn đông, cầu trai trung hiếu hết lòng thiện lương. Cầu cho gái giữ tiết trinh, cầu cho thiên hạ bốn phương thiện từ. Khuyên trong lục quốc gia nhu, dạng dân ba tâm ráng tu mà nhờ. Đời này như cá chạy lờ, lên trời dưới đất bốn phương luân hồi. Tu cầu trời Phật thánh thần mở ra trống trải vô hồi thành thơi. Dương gian ai trong nổi trời, cho nên nung giữ nhiều lời khi chê. Luân hồi em thấy nào ghê, làm đâu làm cho nhiều bề thiết kỳ ta. Làm tôi làm mọi như vậy mà, sanh ra đâu ngựa tội ta mới đền tôi. Tôi thấy thật rất thương, ôi hội đồng cha an thấy tôi cứ hài hùng. Ác nhân tử án quyết cả bồn, chẳng ai chẳng thảo đăng sai nấu dầu. Xác nhân chặt khúc phân tay, dần dần hãm tiếp sự nay yêu lâm trì. Bồi phu gái chẳng kể chồng, a tỳ hắc ám còn trong mấy nỗi gì. Chữa quan mà giết hai nhi, chữ tội gì thì bại sản tán gia. Làm con cái mẹ cái cha, bội sự phán chúa nghịch mà để huynh. Kiếm đau đâm xé nát mình, khi dễ thiên đình mắc tội lỗi ao. Chê trong tinh tú ngồi
sinh nữa đằng nào. Tôi đã nguyện dưỡng Phật trời, cứu kẻ tu niệm cứu người hiền lương. Nói cho trai gái đặng tường, tôi hành ghê gớm mọi đường nhòm ghê. Thôi chớ có nói dòng dài, Phật ký trời chẳng gì những người tàn gian. Nam mô Tam giáo bảo toàn, tam ơn tam phẩm tam độ người trung giới đức nhân, cúi đầu bái tạ Phật thần lui chân. Ta từ thánh tử tôn sư, tôi xin trở lại tháo lư diện. Thầy ngồi trên đảnh mây xanh, tôi xin đạp rồi dài xanh giáo dân. Cúi xin ba tấm đồng tâm, cầu cho ba tấm dưới trần hiền lương. Cầu cho ba tâm bốn phương, vô tai tịnh sự an khương thái bình. Tôi đâu có để nhọc nhằn, cầu cho ai nấy giữ gìn lời răn. Thân tôi tuyệt từ nhất khi thân, vô hậu kế đài có bằng ai đâu. Huệ lưu xét nghi ngờ chi càng sâu, mực khi mài bút khi quận châu chớ phiền. Đọc coi đâu có tốn tiền, cổ tích lưu truyền chẳng phải truyền tiên. Bấy lâu phong cảnh giáng niên, bây giờ tới hồi lưu truyền gần xa. Quế lưu lục nhi tử trao ra, cầu cho thiên hạ cha già tô thân. Nam mô Tam giáo chứng minh độ người thiện nghiệp, Nam mô A Di Đà Phật.